Chào các anh chị quay trở lại kênh YouTube Đường ở Lối Bài. Đây là con check Metron SLR9. Phiên bản này là phiên bản 2020. Thì cái con xe này là xe mới 100%. Em mua ở bên Nhật và hàng trưng bày. Mua về còn tồn đúng một con này size 52, nếu mà size 50 nó bay lâu rồi. Size 52 nó cũng cho chiều cao rồi, tầm 1m70 đi là rất đẹp. Con này đầy đủ, cam kết đầy đủ giấy tờ nhá. Hàng mới 100% chưa sử dụng, các anh chị có thể test xe thoải mái luôn. Thì cái này là đấy là bên mua trong cửa hàng check, nó là hàng trưng bày thì giá nó cũng khá là rẻ so với hàng mới, nó cũng được chiết khấu khá là nhiều. Thì con check dòng này bây giờ các anh chị mua được trên thị trường rất là khó mua, bởi vì khung sườn check bây giờ cũng rất là hiếm, đặt rất là khó. Size 52 của hãng check thì tương đương giống ngang từ đây đến đây nó có 52 được các anh chị ạ. Thì cái size như thế thì cũng là không phải là size khó kiếm ở thị trường, đối với người chơi nó không kém. Bởi vì tầm 1m70, 68, 1m70 có thể chơi được size 52 rồi. Cái size 52 là cái size thường khá là dễ dùng, trong ngang 52. Thì con check này là full carbon luôn. Con này là bản này là bản cao cấp nhất của hãng check bây giờ luôn. Cái dòng whoop 9, nó sử dụng whoop điện là 9170. Là tất cả cái whoop này là Shimano 9170, là whoop điện cao cấp nhất của hệ chuyển động của Shimano Rock. Đấy, thì là whoop điện phanh đĩa dầu. Thì đây là em chi tiết cho các anh chị xem cái vài cái chi tiết về con xe này. Toàn bộ dàn đầu này là dàn đầu carbon của hãng check nhé. Xe này sẽ check 100% các anh chị. Em cam kết nếu mà hàng nhái hay có một cái gì không phải là hãng check, cũng không phải là hàng chính hãng, em đền một gấp 10 luôn cho anh chị. Thì con này là ghi đông của nó là ghi đông Bontrager này. Con này nó sử dụng bánh carbon, dòng bánh này là bánh cao cấp nhất của hãng check, là Aerolux 5, Aerolux 6 3X nhé. Dòng này là carbon handmade này, cái này là 5 bản cao 6 phân. Thì cái dòng này là carbon handmade nên dòng này đắt, bánh này đắt gần như nhất trong các cái lòng bánh của trên thị trường. Một đôi bánh này nếu mà bán thì anh chị mua trên thị trường giá mới nó vào khoảng tầm đâu đó còn gần 60 triệu một bộ. Rất là đắt luôn, bộ chuyển bánh này cực kỳ đắt và rất là nhẹ. Con bánh này đùm của nó này, đùm của nó nhìn rất là đẹp, đùm Bontrager đó anh chị này, rất là đẹp luôn. Đó. Toàn bộ whoop nó là 9170 nên đĩa phanh cũng 9170. Cái việc mà nói xe mới xe cũ thì thực ra là dòng xe từ Nhật về nó có hai loại, một xe lướt và xe mới. Con này mới cũ thì em sẽ chỉ cho anh chị một vài điểm. Thứ nhất chúng ta sẽ nhìn lốp là một, thứ hai là nhìn đĩa phanh. Trừ ai đi xe đạp chả phải bó phanh đúng không? Nhìn đĩa phanh nó xước hay không xước, cái đấy là cái điểm thứ hai. Thứ ba là chúng ta nhìn vào đùi đĩa này. Đùi đĩa khi mà chạy chắc chắn là nó phải xước ở trên đùi đĩa. Đó thì nó cũng không xước, thì đấy là điểm xe mới. Và ngoài ra chúng ta có thể nhìn vào líp này. Cái líp của nó cũng, nếu mà hàng xe mới, xe chạy rồi bao giờ nó cũng sẽ có vết. Cái này thì đều là hàng mới, chỉ có trưng bày tại cửa hàng thì có thể khách đến quay quay cái này thôi nên nó sẽ không có vết. Ví dụ có cái vết đi đạp mà khác hoàn toàn. Thì cái con này nếu mà giá mới mà các anh chị đặt trong hãng thì nó vào khoảng tầm 290 triệu, nếu mà đặt trong hãng 290 triệu, có thời điểm nó đã đắt nhất là tầm 320 triệu cơ. Thì đợt này em còn đúng một con này em đang rất là cần để quay vòng vốn. Thực sự là dòng xe siêu xe này buôn thì nó bán thì nó cũng rất là kén khách chơi, bởi vì không ai cũng đủ điều kiện chơi. Thì mình không có cái xe đắt cũng không được, mà mình tồn xe đắt thì nó tồn khá là nhiều vốn. Sắp tới thì em có mấy công xe đạp thể thao về, thì việc mà hàng tồn thì nó cần mình cần phải quay vòng. Thì thực ra là nhập vào bao nhiêu thì bây giờ cũng xả lỗ thôi, cũng chẳng lời lãi được cái đồng nào ở cái đồng xe đắt này. Xe đắt em rất là ngại buôn bởi vì tốn vốn rất là nhiều, nó bán rất là lâu, vốn nó đọng rất là dài. Em chỉ thích bán cái dòng xe dưới 100 triệu thì nó trôi nhanh. Thì hôm đó đợt đó thì thấy con này đẹp ngon quá thì mình cũng ôm vào thôi. Như bây giờ cần tồn thì cũng xả ra đã làm bán. Thì con này đợt trước là em có đăng một lần là 280 triệu, thì như cái giá đấy thì là cũng chưa chốt được anh. Thực ra là nếu mà size 50 thì em bay từ lâu rồi, thời điểm 280 triệu cơ. Như do là cái size 52 thì cái mấy khách của em, thần lớn các khách của em toàn có set 60 với set 62, là những cái khách hàng là nhiều tiền chịu chơi nhất, chịu chi nhất, thì toàn là chiều cao có hạn các anh chị ạ. Thì con này thì check nó là đẹp thì quá là đã rồi. Dòng Metron này là dòng của hãng check, nó nói là cái dòng này là chạy nhanh nhất thế giới, dòng chạy nhanh nhất của hãng check là dòng này. Thì con này thì là bây giờ cũng siêu, giá nào thì giá cực kỳ hữu nghị luôn. Thì các anh chị nào mà quan tâm con này, đương nhiên là không thể nào có giá ví dụ trăm mấy chục triệu hay là 200 triệu thì không thể nào mua được. Giá cũ em đang bán là 280 triệu, đợt này sẽ siêu xuống tầm khoảng 258 triệu, nói chung là xuất để bán luôn. Còn anh chị nào mà thiện chí mua ấy, thì ủng hộ em.
Mỗi một xe này thì em sẽ tặng cho anh chị một đôi bê-đan Durac, đôi Durac hoặc là đôi Bontezer. Bontezer, Durac đều được, hai bộ bê-đan đấy đều rất là đắt, mua vào tầm 6-7 triệu cơ. Anh chị thích bê-đan nào cũng được, đều là bê-đan mới. Con này em đều lắp cho các anh chị cảm biến và em đều đặt cảm biến về nắp, cảm biến về đồng hồ lắp hết rồi. Đấy là toàn bộ con xe này là carbon, chẳng có gì không carbon, yên cũng carbon hết. Dòng này con này thì chẳng có cái điều, cũng khá là nhiều video em giới thiệu rồi. Thì các anh chị nào mà đi vừa cái size này đều ủng hộ em để cho em nó trôi. Bây giờ anh chị đi ráp một con mới. Cái dòng này là dòng Project One, nhưng nó khác một số cái dòng check sản xuất hàng loạt. Cái dòng tất cả các cái con check của chữ Project One thì là đều là cái hàng khung sườn sản xuất tại Đài Loan và nó về Mỹ, quay trở lại Mỹ để sơn và lắp ráp bên Mỹ nhé. Đó, thì các cái xe mà có chữ Project One bao giờ nó sẽ đắt hơn các cái dòng, và nó sẽ in đây. Nó sẽ in đây này, Embassy có in the United States này. Đấy thì là cái xe, những cái xe mà có The Project One nó sẽ đắt hơn chỗ đó. Đó thì thằng check này thì với tầm giá tiền này thì em nghĩ là khá là hợp lý cho anh chị mua một con xe mới. Đương nhiên nếu mà xe cũ thì nó sẽ rớt giá vài chục triệu. Bây giờ các anh chị đi mua một con check mà người ta lướt một thời gian rồi cũng cấu hình này cũng vào trên dưới 200, trên 200 tội gì, chúng ta chơi con mới. Con mới để sở hữu, mình là người chơi đầu tiên, tất cả cái gì mà mới nhất nó không có lỗi lầm gì cả. Còn xe cũ thì nó cũng vô cùng. Đó, cái này thì bảo đảm về Nhật về 100%. Em mua đều có giấy tờ, mua của hãng, của nhà máy, ở cái cửa hàng nó đều có giấy chứng nhận, nên các anh chị có thể yên tâm tuyệt đối nhé. Đó, thì các anh chị có thể nhờ người qua test xe, qua trực tiếp cửa hàng để xem xe. Thì đấy, cái con check này thì là anh chị nào mà đi vừa thì ủng hộ giúp em cho nó trôi. Xin cảm ơn các anh chị đã theo dõi video.